Thưa quý vị và các bạn, sau một tuần mưa kéo dài, cuối tuần này ở miền Bắc sẽ khô ráo, nhiệt độ sẽ giao nhau vào khoảng 29-31°C. Buổi tối nhiệt độ khá thấp vào khoảng 18-20°C. Ra ngoài vui chơi thì các bạn đừng quên mang theo những chiếc áo khoác. Khác với Bắc Bộ, Nam Bộ vào buổi tối sẽ có mưa lớn với nhiệt độ vào khoảng 30-33°C. Các bạn nên đi chơi, tham gia các hoạt động vào ban ngày, còn buổi tối hãy dành thời gian ở nhà cùng gia đình nhé. Quay trở lại về miền Trung, đây là thời điểm lý tưởng để quý vị muốn những chuyến du lịch cuối tuần. Nhiệt độ trung bình cả ngày vào khoảng 28-30°C. Thời tiết rất lý tưởng cho các hoạt động trên biển. Bản tin dự báo thời tiết xin được phép lại tại đây. Xin chào và hẹn các bạn.